xuân, cân bằng nội tiết, gìn giữ nét xuân, bảo xuân, sản phẩm nội tiết tốt nữ số 1 Việt Nam. Xin chúc mừng Heo Xinh Xinh là nghệ sĩ mặt nạ được yêu thích nhất của trận tranh tài số 1. Chúc mừng khán giả Phan Thanh Bình, số thuê bao 0921101XXX đã tham gia nhắn tin bình chọn cho các nghệ sĩ của chương trình. Phần thưởng của bạn là 5 triệu đồng tiền mặt và 1 năm sử dụng sản phẩm bảo xuân miễn phí. Bạn nhìn thấy gì? Con vịt hay con thỏ? Cô gái hay nghệ sĩ chơi kèn? Người đang nhìn ống nhòm hay ô tô? Tất nhiên sẽ có những cách lý giải khoa học cho vấn đề này. Tuy nhiên, việc nhìn thấy hình ảnh nào còn nằm ở hai chữ định kiến vốn đã mặc định sẵn trong nhận thức của bạn. Mặt nạ ngôi sao, một sân chơi âm nhạc mà khán giả sẽ không biết danh tính thực sự của nghệ sĩ mặt nạ. Những định kiến về họ ở đời sống thực tại, tất cả đều sẽ tan biến. Một chương trình bí ẩn lạ lùng, nơi chúng ta chỉ có thể ngắm nhìn những lớp mặt nạ và đưa ra những đánh giá, nhận xét và dự đoán dành cho những người chơi thông qua giọng hát của họ. Hãy cùng tôi khám phá những bí ẩn đặc biệt của mặt nạ ngôi sao. Chương trình ngày hôm nay với sự tài trợ độc quyền của nhãn hàng Bảo Xuân, viên uống cân bằng nội tiết tố nữ làm đẹp da. Và ở tuần trước, chúng ta đã chọn ra được một vị vua mặt nạ rất xuất sắc. Để xem vị vua này có bảo toàn được ngôi vua của mình hay không, hay sẽ bị truất ngôi bởi một trong sáu nghệ sĩ mặt nạ ngày hôm nay. Với cách thức tính điểm vẫn như những tuần trước, dựa trên rất nhiều tiêu chí của riêng mỗi người, chúng ta có thể lựa chọn theo giọng hát, qua phong cách biểu diễn, thậm chí đơn giản mặt nạ họ đẹp. Bây giờ hãy cùng nhau chào đón bốn vị bình luận viên rất dễ thương, vì đó chính là danh hài Thu Trang, danh hài Trường Giang, ca sĩ Tóc Tiên, ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Cảm giác của các bình luận viên bây giờ đã như thế nào rồi ạ? Vẫn nóng là tại vì cái độ nóng của chương trình. Các thí sinh ra không biết mặt, hát hay mà không biết cái tên là gì. Tức bữa đây rất là người quen mà không nhận ra đó. Không, cái đó mình không tức, cái đó là bên đây tức. Chị Trang vẫn bán mai như thường, cứ không nhận ra xong ai đáng lý là tại vì là chúng ta lâu quá không gặp hay là cũng như vậy thôi. Không phải, cái đó không phải là bán mai mà cái đó là đùn đẩy trách nhiệm đó anh. Ngày hôm nay bất cứ ai bước ra đây đều mặt nạ, tôi biết hết. Nhưng có nhận ra hay không tính sao. Cảm ơn anh Trường Giang cũng như là các bình luận viên rất nhiều. Và bây giờ hãy cùng nhau đón chào cặp thi đấu đầu tiên. Một gương mặt rất quen thuộc của tuổi thơ, cô ấy sở hữu các chiêu thức tấn công biến hóa khôn lường. Hãy cùng Hoài Đa Bờ đón chào sức mạnh của mặt trăng. Tiếp theo chính là một anh chàng sở hữu giọng hát sắc bén như những mảnh ve chai đang cắm đầy trên khuôn mặt. Hoa hồng đẹp mà có gai, ta đẹp trai nhưng đầy cảnh sắc, sẽ khiến các đối thủ phải lo lắng. Một ông chủ dựa ve chai, hãy cùng nhau chào đón mặt nạ thủy tinh. Được.
sức mạnh của mặt trăng. Mặt nạ thủy tinh. Ngày xưa chắc là mẹ hay xoa đầu em lắm đúng không? Đầu em to hơn mình luôn kìa. Động lực nào khiến cho anh lấy những mảnh da chai làm mặt nạ vậy? Đừng né ra, đứt mặt đó. Ừ, thôi. Khẳng định với mọi người, đây là nữ còn đây là nam. Ê, cái âm này như người mẫu á, tướng đẹp quá. Ờ. Người mẫu mà hát được là chỉ có mấy người thôi. À, chú biết không rồi. Thầy tôi mà. Ai? Minh Nhí. Thấy chưa? Xin cảm ơn bài bình luận rất dễ thương và hài hước của chúng tôi. Và bây giờ sẽ là màn song đấu giữa hai nghệ sĩ mặt nạ. Mặt nạ thủy tinh và sức mạnh của mặt trăng. Xin mời. Trời ơi, diễn quá. Ôi trời. Cơn mưa nào qua đây, sao trời trong xanh là thế. Giá như em còn bên tôi, giá như tôi đừng lặng lẽ. Một xuân đi mãi, em ghé qua dừng chân đứng lại. Đông đêm chi niềm vui nước mắt, treo vẫn xanh ngay bên đường ta. Theo gió qua miền quê hoang vắng, cho tiếng dương cầm đêm chết lặng. Em có nghe tình yêu tôi hát khi nắng son sao trên hàng cây? Có niềm hạnh phúc thật gần giữa cuộc đời nhỏ nhoi. Bao lần dòng tố đã trôi qua đời anh, bao hoàng hôn tim ngát rơi trên dòng sông, bao biển mình trôi trang trên miền quê hương nắng gió. Sông rất hiền và đại dương rất xanh, trên bờ cát trắng những dấu chân trẻ thơ. Em ngồi ca hát một mình giữa khoảng trời bỏ quên. Anh nhớ em buồn vui nơi đó, anh nhớ em từng đêm gió về. Bao ước mơ một đời thiếu nữ theo lá rơi con sông mùa thu. Xuân tiến tha một xuân đi mãi, em ghé qua dừng chân đứng lại. Đông đêm chỉ niềm vui bên đường ta. Em có nghe tình yêu tôi hát xa vắng đi niềm kiêu hãnh nào? Đông nỗi đau để bàn tay vẽ, ai đó xa xôi đang chờ mong. Em có nghe tình yêu tôi hát xa vắng đi niềm kiêu hãnh nào? Đông nỗi đau để bàn tay vẽ, ai đó xa xôi đang chờ mong.
Rồi, hay quá. Hát xong yêu nhau luôn. Một tràng pháo tay nữa để dành tặng cho hai nghệ sĩ mặt nạ của chúng tôi ạ. Quá, hát say xưa, hát quên luôn MC, hát rơi luôn phụ tùng. Dạ. Và vừa rồi chúng ta đã được thưởng thức những giọng ca rất ngọt ngào, tuyệt vời và rất chuyên nghiệp. Hai vị này chắc chắn là ca sĩ. Nhưng mà quan trọng, ca sĩ nào? Tại vì thời buổi bây giờ ca sĩ còn nhiều hơn khán giả nữa. Đoán tên nghệ sĩ nào lắm. Em đang chửi ai vậy? Em đang chửi ai vậy? Sao anh nhìn bên quay vậy? Đâu có nhìn gì đâu. Đâu có nhìn gì đâu. Là sao ta? Chúng ta sẽ đến với phần nhận xét thật nhanh của ban bình luận. Xin mời. Hai người này là hai người nghệ sĩ rất có thực lực, rất đam mê nghệ thuật. Em sẽ có một câu hỏi với bạn nữ này mà chắc chắn là không lịch đi đâu được, chứ em để dành cho phần sau. Xin mời Trần Thị Bình. Bình thì bây giờ nếu mà để Bình phát biểu thì nó mất thời gian lắm. Để lần sau để Bình phát biểu nhanh hay quá Bình ơi, hay quá em ơi. Hay quá em ơi. Và trong thời gian để cho ban bình luận có thể suy nghĩ, xin mời tất cả quý vị khán giả cầm điện thoại lên và sẵn sàng. Và 30 giây bắt đầu. Một là mặt nạ thủy tinh, hai là sức mạnh của mặt trăng, hai là nghệ sĩ mặt nạ mà quý vị yêu mến nhất và muốn họ tiếp tục bước vào vòng trong. Và 30 giây bình chọn của khán giả đã kết thúc. Và bây giờ sẽ là những màn phân tích đầy chuyên môn, tâm huyết của ban bình luận. Xin mời anh chị. Bạn nam. Bạn hay đi hát ở đâu? Bọn mình thường đi hát ở những chỗ mà người ta mời mình đi hát. À, vậy hả? Dòng nhạc của bạn hay hát? À, dòng nhạc của mình thích hát là những dòng nhạc của mình thường để diễn trên sân khấu. Mà dòng nhạc đó mà bạn cũng rất là thích nghe. À, vậy là chị đó nha. Điệp ơi, mai lên chỗ thành đô nhà xe được rồi. Ai vậy? À, đúng không? Nhưng mà cái ông này tướng cũng rất đẹp. Cái ông này á là một người mẫu, sinh ra và lớn lên ở Đồng Tháp. Ghê vậy? Hả? Sao ra tôi biết luôn, tại vì vậy? Tôi biết ổng mà. Cái ông này á là hát cái gì cũng hay hết trơn. Thôi bây giờ hát một câu cải lương nghe thử coi bạn mặt nạ thủy tinh. Đẹp ơi mai anh lên trong thành đô nhà xe đất rào sắc quan bên đò ngang con sông nhỏ chốn hương xưa cha cho mang rồi. Có khả năng là Thu Trang đoán đúng. Vì sao một người hát cải lương nhưng cố tình hát đúng rồi phá ra, mà ổng lại cố tình phá những chỗ ngân nga đúng của cải lương thì có nghĩa ổng là dân cải lương. Hay quá, hay quá anh ơi. Đúng không? Hay quá. Nhưng đó là tôi phân tích giùm Thu Trang, chứ tôi vẫn nghĩ ổng là người mẫu. Ông này á là phải là dạng như là Quy Khánh, Bình Minh gì đó. Không, trẻ hơn. Bạn này trẻ hơn đúng không? Bây giờ bạn cô gái đi, tôi thích bạn gái mà cứ bạn trai hoài. Tóc tiên, ấn tượng của bạn ra sao? Đã gặp bao nhiêu thí sinh rồi mà chưa thấy cái thí sinh nào mà có cái mặt nạ xấu như cái mặt nạ của bạn thương mặt trăng kia hết. Tổn thương ghê. Không, quan trọng là nhan sắc thật của em thôi, hiểu không? Đúng rồi, không, tiên nhiên nói gì cái mặt nạ thôi. Mặt nạ thì nó bị bự một cách bất thường. Tự nhiên, không phải. Tự nhiên anh đang nghĩ đến một cái chuyện khác. Chuyện gì? Nhưng mà em nói chuyện gì nói đi. Không phải. Tại vì á, trước khi là tiên nói câu đó mình đang nghĩ trong đầu. Mình nghĩ trời, sao cái hình tượng này giống tiên hồi xưa quá. Tóc cũng dài nè, đúng không? Rồi. Cũng còn hai sao? Mình đang ngồi nghĩ trong đầu. Mình em nói anh mới nhớ, ngày xưa tóc tiên là cũng tóc bù xù rồi. Lâu lâu cột cái hai dây rồi. Là rất xấu. Ngày xưa riêng về cái đầu rất xấu. Nhưng sau khi lớn lên hất tóc cũng vậy. Em khẳng định lại là hồi xưa em chưa bao giờ cột tóc như sợi mì như vậy, nghe chưa anh? Thôi được rồi, tôi đề nghị chương trình sau câu này xong là để cái hình tóc tiên lên màn hình cho khán giả truyền hình xem. Cảm ơn. Tôi thấy là bạn nữ rất quen. Quen qua đặc điểm nào ạ? Cái miệng. Đang suy nghĩ tới một cái người mà ai cũng nói tôi với cô này giống nhau. Mà có người còn kêu lộn tên luôn. À, chị Phi Phụng á hả? Nữ ca sĩ. Trang có hiểu nữ ca sĩ không? Ủa vậy tính ra Trang dễ thương dữ vậy đó hả? Ờ, cũng có nét chứ bộ dạng. Nhưng mà tại vì cái nét của tôi nó hơi xàm thôi. Nó
nói chung là hai giọt nước đó đúng không? Giọt bên giọt nước mưa, bên giọt nước mắm. Sao mà chị Thu Trang thường hay bị nhầm lẫn với nghệ sĩ nào ạ? Thì đó, khi mà hai chị em mà đứng lại gần nhau để mà chụp tấm hình á thì mới thấy được là hoàn toàn không giống. Tại người ta đẹp quá mà chị. Biết ai chị mà đẹp. Đúng. Không. Thì ai đây? Ai mà chả đẹp? Không chị Trang. Khi mình đã bí danh thì mình nói mời chị. Mời anh. Cảm ơn em. Khi mà Trang thấy mà Trang với cô này không giống nhau thì Trang để ý cái miệng hoàn toàn không giống nhau. Tại vì cái miệng của Trang hơi nhọn, còn cái cô này thì không có. Mỏ nhọn á hả? Cái miệng, mình có thể sử dụng cái miệng để cho nó văn hóa chút xíu. Sao đâu, mỏ nhọn nhưng mà mình không nhỏ mọn được rồi. Ok. Cho nên là chắc chắn luôn. Ai? Cô này Miko Lan Trinh. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm rục rối tất tầm. Không phải, tại vì Trường Giang là thích Miko Lan Trinh. Ai anh cũng thích đó chị? Không có. Ai anh cũng thích vậy? Tại vì anh gặp em anh cũng nói anh thích em vậy. Cái đó là anh thoải mái mà. Nếu em là Trinh, em với anh cùng tham gia một chương trình mà anh đã từng bôi một cái vết bẩn trên mặt em. Bôi nhỏ em mà đó. Báo là chụp hình đó đưa lên báo. Có hay không? Có hay không? Có hay không? Em đã có trường hợp đó ra đây chưa? Dạ, chẳng những bôi mà anh còn hôn em nữa. Dạ Phương không thích điều này. Đúng nha, rồi. Tôi khẳng định đây không phải là Miko Lan Trinh. Tại sao? Bởi vì tôi chưa hề lấy cái tay bôi lên mặt Miko Lan Trinh, cũng chưa bao giờ hung. Nhưng Miko Lan Trinh là làm điều đó ngược lại với tôi. Nè Miko Lan Trinh, nếu mà em là Miko Lan Trinh thì em cứ yên tâm. Tại vì Trường Giang trong cái chương trình này rất nổi tiếng. Lật lọng à. Với Tóc Tiên thì nghĩ sao ạ? Đoán được chưa? Hồi nãy em có nói là em phải để dành câu hỏi này. Bởi vì chỉ có một mình em có một cái điểm chung với người cái chị này à. Em biết chắc chắn luôn. Nhưng mà bây giờ em sẽ hỏi một câu. Rồi. Chị ơi, cấp 3 chị học trường chuyên Lê Hồng Phong đúng không? Rồi, sai luôn. Ủa, để tôi báo cho. Người học trường chuyên Lê Hồng Phong có Khổng Tú Quỳnh. Ủa, đây, có Khổng Tú Quỳnh. Làm gì có? Có, trời anh quy định có là phải có. Dạ, yeah. Quy định luôn. Có Khổng Tú Quỳnh nè. Vậy cho chị Thu Trang vô luôn đi. Không có, Thu Trang học ở Tân Phú. Có Khổng Tú Quỳnh nè, có Yến Trang nè, Yến Nhi nè. Gì vậy, trời ơi. Nhã Phương nè. Không, Nhã Phương học ở Đắk Lắk. Tôi phân tích rõ ràng. Anh ơi, ca sĩ từ Lê Hồng Phong ra là em biết hết tất cả mọi người. Cho nên là anh đừng có đánh lừa em ở đây, ok? Em nói là Lê Hồng Phong ra là biết hết hả? Ừ. Sai. Tại sao sai? Anh có học Lê Hồng Phong không? Không. Nhưng mà em học Lê Hồng Phong. Anh học Lê thì không gấp. Như vậy thì câu trả lời cuối cùng của Tóc Tiên dành cho Sức Mạnh Của Mặt Trăng là ai ạ? Miko Lan Trinh. Vẫn là Miko Lan Trinh. Còn nhân vật nam này ạ? Khó quá anh ơi, chưa đoán ra. Quá khó, chưa đoán ra. Còn trên mình thì sao? Thôi giờ rồi, nói sao không cho em hỏi vậy? Hỏi đi. Em đã nhường cho tất cả mọi người thì mọi người phải cho em hỏi chứ, đúng hỏi không? Mời em. Bây giờ em hỏi gì vui vui nè. Không, em hỏi nghiêm túc. Em lúc nào cũng hỏi nghiêm túc. Vô chuyên môn em không hỏi linh tinh. Rồi, đúng không? Bây giờ nào mình xin phép hỏi cái anh chủ dựa da tay. Chủ dựa da trai. Chủ dựa. Nghiêm túc gì kỳ vậy? Chủ dựa da trai. Mình sẽ hỏi anh một câu thôi. Da trai này nhiêu ký anh? Ok, nét luôn, nét luôn. Bây giờ nè, cái ông này nếu là Võ Minh Lâm thì nghe tôi hỏi đây. Đã từng tham gia tôi một chương trình mà ông bay, ông đu dữ lắm, đúng không? Chắc có. Chắc có. Không phải Võ Minh Lâm. Bởi vì chương trình tôi làm, Võ Minh Lâm không hề xuất hiện. Nhưng mà có tôi xuất hiện. Cái chương trình tôi có tham gia chung với Võ Minh Lâm là Võ Minh Lâm có đu bay. Tôi khẳng định. Tôi sai rồi. Vâng, thưa quý vị, và đó chính là những phân tích dự đoán đến từ ban bình luận. Và bây giờ, hỏi đáp bơ xin được phép công bố kết quả. Mặt nạ thủy tinh sẽ chiến thắng hay Sức Mạnh Của Mặt Trăng sẽ chiến thắng? Xin mời tất cả mọi người đừng chuyển kênh, hãy ngồi yên đấy và chúng ta sẽ quay trở lại ngay. Chào đón tất cả quý vị đang quay trở lại với Mặt Nạ Ngôi Sao. Và trên tay Hoài Đô Bơ chính là kết quả cặp song đấu Mặt Nạ Thủy Tinh và Sức Mạnh Của Mặt Trăng.
tỷ lệ 41-58. Như vậy, người sở hữu 58 lá phiếu sẽ tiếp tục bước vào vòng trong. Và người sở hữu 41 lá phiếu sẽ phải nói lời tạm biệt với tất cả mọi người. Ai sẽ chiến thắng đây? Và bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng với ban bình luận hướng mắt về màn hình để đón chờ hình ảnh của người thắng cuộc. Anh nhớ em buồn vui nơi đó, anh nhớ em từng đêm gió về, đông đêm chi niềm vui nước mắt tre vẫn xanh hai bên đường ta. Và xin được chúc mừng nghệ sĩ mặt nạ. Là Thúy Tinh đã chiến thắng. Chúc mừng bạn với số phiếu cũng khá cao đến từ quý vị khán giả và ban bình luận. Và xin được hẹn gặp lại các bạn vào vòng thi lần sau. Và hy vọng bạn sẽ trở thành vua mặt nạ. Mình là Thúy Tinh vô cùng vui mừng và sung sướng bởi vì tình cảm của khán giả dành cho mặt nạ Thúy Tinh là quý giá và vô cùng to lớn. Mặt nạ Thúy Tinh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong vòng thi tiếp theo. Nếu cô này là mi cô Lân Trinh thật sự, Trường Giang sẽ buồn một ngày. Gái đẹp mà không nhận ra. Phải. Vì rất là thích Miko mà tại vì Miko phải dừng lại cho nên là tiếp nữa. Nhưng mà biết Miko tới đây không phải đi thi. Tại tôi biết tôi rành Miko lắm. Tới đây là chơi cho vui và mục đích là để cho tôi và tất cả mọi người không nhận ra. Để xem đây có phải là Miko Lan Trinh như sự dự đoán của ban bình luận hay không. Xin mời món quà của bạn. Cho ban bình luận trừ anh Trường Giang ra, mọi người đều dự đoán đúng, đây chính là ca sĩ Miko Lan Trinh ạ. Trưởng thành từ các cuộc thi âm nhạc,
Miko Lan Trinh ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi chất giọng cao và ngọt ngào. Tuy không ra mắt nhiều sản phẩm, nhưng mỗi bài hát của Miko Lan Trinh đều có sức lan tỏa rộng lớn nhờ cách xử lý tình cảm đặc trưng. Bên cạnh đó, Lan Trinh còn là gương mặt MC quen thuộc của các chương trình truyền hình và kênh radio Zone FM. Tham gia nghệ thuật với tinh thần lạc quan, vui vẻ, chắc chắn Miko Lan Trinh sẽ tiếp tục nhận được tình cảm yêu mến của công chúng trong những hành trình sắp tới. Là hơi tiếc khi mà Miko lại bị loại ngay từ vòng đầu tiên luôn. Thật là đáng tiếc. Nhưng em biết lý do tại sao bị loại không? Tại vì cái miệng của em quá dễ nhận biết, và ngay cả những vị khán giả ngồi gần đây cũng vậy nữa. Không phải, tại vì giọng của Trinh á là một giọng đặc trưng. Đúng rồi. Nhiều người biết cái giọng này lắm, cho nên cho dù có cho bụi cũng nhận ra. Không biết ai sao không biết nha, nhưng mà riêng tôi là nhìn cái miệng là tôi biết đó. Miko Lan Trinh á. Để xíu, một phút giữ nguyên đó, góc mặt đó. Nhìn. Có giống nhìn không lại. Đúng không? Giống mà giống như hai giọt nước, giọt nước mưa tinh khiết, tinh khiết như vậy nè, giọt nước mắm. Không biết là cảm giác của Miko Lan Trinh khi mà đeo mặt nạ hát với lại những lúc mà mình đi diễn bình thường á, nó khác nhau như thế nào ạ? Đầu tiên là cho phép Lan Trinh chính thức gửi lời chào đến ban bình luận cũng như là tất cả quý vị khán giả. Vậy là em cũng hơi fail trong cái việc cố bẻ giọng một chút. Cái cảm giác mình hát mà không có ai biết mình là ai. Lan Trinh cảm thấy rất là vui, rất là thú vị. Và bình thường thì Lan Trinh chơi mà biểu diễn bình thường thì tốt, chứ mà đi thi thì lúc nào cũng rớt hết. Nên em không có ngạc nhiên gì hết khi mà em rớt. Không, nhưng mà em nghĩ rằng là chị phải cảm thấy mình rất là may mắn và rất là tự hào, là bởi vì cái chất giọng của chị nghe một cái là biết liền. Một tràng pháo tay cho giọng, chất giọng đó đặc biệt của chị Miko. Xin cảm ơn sự động viên của ban bình luận rất nhiều đã dành tặng cho Miko Lan Trinh. Bây giờ có cách nào là em đừng về được không? Liệu như sau này bạn có được lời mời tiếp tục quay trở lại đây, bạn sẵn sàng chưa? Dạ. Để anh Trường Giang có thêm cơ hội nữa. Uổng á, theo giọng hay gì mà ra người ta biết hết trơn à. Bây giờ mình đổi nè. Bây giờ thay vì Trinh vô đó thì đẩy bà Trang vô, Trinh lên đây ngồi được không? Được rồi, con về sớm chứ con. Anh ơi, anh chỉ hợp với lại giọt nước mắm thôi, không hợp với giọt nước mưa tinh khiết đâu. Thôi thôi, bây giờ để đáp ứng vừa tình cảm của anh Trường Giang mà cũng như là để đáp ứng là tình cảm của vị khán giả, xin mời Miko Lan Trinh lên hàng ghế bình luận để ngồi cùng với anh Trường Giang. Đúng rồi. Khi mà mình biểu diễn nhiều, mình hát như vậy mỗi ngày á, thì nhiều khi là mình sẽ bị cảm xúc nó không có còn tươi mới nữa. Thì ngày hôm nay nhờ mặt nạ ngôi sao á, Lan Trinh nhớ lại cái lúc mà mình bỡ ngỡ trên sân khấu như thế nào. Đóng một cái vai hoàn toàn mới, có thể dưới này mọi người có nhìn mình như thế này. Trinh nghĩ tất cả là đều dựa vào cái duyên của mỗi người. Thì khi mà tham gia trên sân khấu thì có thể là tất cả những cái đó tụ chung lại tại Trinh, tại vũ trụ nên Trinh rớt vậy thôi. Có một cái sự thật rằng á, nếu mà bạn rớt càng sớm thì bạn buồn càng ít, nên túm lại là Trinh rớt sớm như vậy thì Trinh thấy hơi vui vui. Và hiện tại thì trên hàng ghế nóng của ban bình luận chúng tôi đã xuất hiện thêm Miko Lan Trinh. Bạn cũng sẽ đưa ra những phần được nhận xét đánh giá của mình. Và bây giờ sẽ là cặp đấu tiếp theo. Hãy chào đón những điều bất ngờ nữa đến với tất cả quý vị. Xin mời. Một nữ thần đẹp dịu dàng và rất chói lóa, đại diện cho cả mùa hè và mùa thu. Dịu dàng như mùa thu, rực rỡ như mùa hè. Tôi sẽ sưởi ấm trái tim của bạn bằng giọng hát ấm áp của ánh nắng. Hãy chào đón nắng hè thu. Wow, wow, wow. Rất xinh đẹp và lộng lẫy đúng không ạ? Tiếp theo, đối thủ của nắng hè thu. Đối thủ của cô ta lại có một nhan sắc hoàn toàn ngược lại. Đó chính là kẻ phản diện hồn nhiên. Mặc dù mang gương mặt phản diện nhưng mà tôi sẽ hát bằng một giọng hát hồn nhiên. Giọng hát của anh ấy sẽ khiến chúng ta vô cùng ngạc nhiên. Wow.
tiên thì tôi đang để ý tới nữ nhiều hơn. Dạ, đẹp thiệt. Em ngồi trên đây thì em thấy nể ban bình luận thiệt. Bây giờ ngồi trên đây làm sao mà nhìn hồi nãy có cái lỗ chỗ đó mà nhìn được cái miệng của em. Phải vậy nè em, hồi nãy chị phải vậy nè em. Em biết cho không? Hồi nãy chị phải vậy đó. Anh chỉ vậy nè, tức là khi có một cái lỗ trống mà cái miệng ở trên đây thì sao nhìn nó được? Là do của em nó dày quá, nó nhòi tới đây. Xin mời chuyên gia về người đẹp Trường Giang nhận xét ạ. Cô này là một cô rất xinh xắn luôn. Bởi vì một người mà biết cái cách đứng như thế nào để cho tôn được cái dáng là người đó phải biết chăm sóc chắc đẹp. Còn cái ông này là một cái ông bí ẩn, tôi không biết ông là ai. Và sau đây, xin mời màn song ca của hai nghệ sĩ mặt nạ bắt đầu. Bye.
Rất ngọt ngào và tình cảm. Đó chính là màn song ca vừa rồi của cả hai nghệ sĩ mặt nạ mà chúng ta đang được chiêm ngưỡng đây. Sao Thánh người đẹp thăm sau dữ vậy? Tóc tiên cũng có nụ cười bí ẩn nữa. Dường như đang có rất nhiều manh mối. Một phần nhận xét thật nhanh đến từ ban bình luận, xin mời. Mình chọn đi nhận xét luôn. Ừ, đúng rồi. Dạ vâng. Xin mời tất cả đưa điện thoại lên và đưa ra phần bình chọn. 30 giây bắt đầu. Bây giờ hãy lắng nghe tôi hỏi đây. Anh hỏi ai? Cô gái. Ai? Cô là người chứ không lẽ quỷ. chứ hỏi chồng. Dạ. Dạ. Cô là người đã có gia đình đúng hay không? Đã có chồng rồi. Có chồng rồi. Em đã có chồng rồi đúng không? Tôi hết hứng thú. Rồi bạn nữ, chồng bạn tên gì? Không, bây giờ tôi không có hỏi tên bạn, tôi hỏi chồng bạn tên gì? Trần Giang. Trần Giang, trời đất ơi. Dạ Phương. Dạ Phương. Không, cái dáng là y chang Nhã Phương luôn á. Đâu giống đâu. Giống. Ở đây ai mà rành Nhã Phương bằng Trường Giang? Trường Giang nói giống là chắc chắn phải giống. Chỉ có tóc Phương dài hơn thôi. Vậy là không giống. Mới thấy tóc. Nhưng mà chắc chắn không phải Nhã Phương. Bởi vì Nhã Phương không bao giờ đeo cái nhẫn ngay chỗ đó. Cái nhẫn, dạ. Lan Trinh, bạn đoán được không ạ? Cái giọng thì rất là quen, mỗi lần cất giọng lên thì nghe nó tê tê trong người á. Hồi nãy Lan Trinh nghĩ tới một cái tên nhưng mà khi mà nói ra thì ba bình luận phản đối hết. Taylor Swift Việt Nam đó. À, không phải. Ý Miko là Bảo Anh. Trời. Bảo Anh mỏng hơn. Bảo Anh mỏng hơn. Ủa đây là chương trình mặt nạ ngôi sao chứ không phải là chương trình mà tìm ra siêu mẫu fitness gì đâu mà. Mỏng gì ở đây? Như vậy thì Bình nghĩ là ai ạ? Bình hả? Tôi sẽ rà soát những người nào đi hát mà có chồng. Chị Vân Khánh à. Có một người y chang hồi nãy giờ giống vậy luôn. Đó chính là Phương Trinh Jolie. Nhưng mà cổ chưa bao giờ có chồng hết. Ê em à, những cái thông tin đó chưa chắc là chính xác mà. Ôi xem em khờ vậy, nãy hỏi gì em cũng trả lời thiệt hết á. Bây giờ bởi em... vậy chị mới lên đây. Bây trời giờ... ơi trời. À bây giờ Phương Trinh Jolie là nhảy rất là đẹp. Bây giờ mình có thể thử thách bạn này bằng cách nhảy được không? Dạ xin mời. Nhưng mà nhảy không cần nhạc luôn. Ôi trời chưa nhạc. Give it to me, I'm worth it. Bạn không biết nhảy rồi. Không phải Phương Trinh Jolie rồi. Không phải rồi. Không phải. Tôi là thua rồi đó. Thôi bây giờ cho Tiên hỏi bạn nam đi, nãy giờ hỏi bạn nữ nhiều rồi. Trước đây khi mà em tham gia đi bắt đầu ca hát là em hát cặp với lại một ca sĩ nữ đúng không? Đúng rồi xong. Em nghĩ ông này là ai em nói đi. Em đoán bạn nam là ca sĩ trẻ Dương Năng Dũng. Chẳng thể là một ai khác. Chẳng thể là một ai. Không ai tin. Ủa? Em sai rồi. Đây là Johnny Chí Nguyễn. Thấy body không? Sai nữa. Chí Tài. Phát hiện một điều là ban tổ chức cài anh Trường Giang, chị Hương Giang ngồi đây để quấy rối tinh thần không của những người chơi game tốt như chúng tôi. Em à, em phải hiểu rằng đây không phải là cái nơi quấy rối tinh thần quá xinh xắn, mà đây là lãnh cung. À. Vì những chương trình khác làm cho bên đây anh Hương Trang quá quậy, cho nên bị nhốt vô lãnh cung. Sao tự nhiên em bị ăn vạ lây vậy? Em là dạng nô tài, nô tì mà không được lòng nên nhốt vô lãnh cung. Cái chương trình khác mà mình đã nhào ra sân khấu rồi. Tại sao những chương trình khác ào lên, ào lên? Ào lên sân khấu. Bây giờ không cho ào luôn. Như vậy, bình luận viên Tóc Tiên đã lựa chọn
kẻ phản diện hồn nhiên là ca sĩ Jun Đăng Dũng. Jun Đăng Dũng. Còn nghệ sĩ nữ chúng tôi Nắng Hè Thu rất đẹp, rất dễ thương. Trời ơi. Đây, mời Trịnh Thanh Bình, bởi vì Trịnh Bình cũng là người làm việc với rất nhiều ca sĩ nữ và rất để ý nhiều ca sĩ nữ. Đó, ví dụ như Yến Nhi. Thôi. Quên đi, đó là quên đi, chuyện đó chuyện cũ rồi. Chuyện cũ, chuyện người ta yêu nhau giờ nói hoài, hai đứa cãi lộn ba mẹ hay không đồng ý người ta bỏ được nói hoài. Cái chuyện đó không có hay ho gì hết. Anh Giang ơi, anh đi xa quá rồi. Về anh ơi. Bây giờ rồi, Bình ơi, đưa ra phần dự đoán của mình đi nào. Không biết các bạn nữ này đã từng tham gia nhóm nhạc nữ nào không? Có. À, bây giờ em nói nhóm gì đi, rồi em hãy nói tên nha. Em hãy nhóm. Em hãy nhóm gì đi, anh mới nể em nè. Mây trắng. Mây trắng là có Yến Nhi mà chia tay nhau rồi, đừng nhắc nữa. Hay liền. Anh hay liền luôn á. Trời ơi. Anh không suy nghĩ được. Hãy để cho chúng tôi được yên nghỉ. Rồi, được chưa? Bạn này từng đi đóng phim rồi. Có khi nào ca sĩ có chồng đi đóng phim? Thu Thủy có chồng. Đúng rồi. Cũng rất hợp lý đúng không ạ? Rất hợp lý đúng không ạ? Không phải Thu Thủy, Thu Thủy mỏng lắm. Whatever sẽ công bố kết quả. Xin tất cả quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào đón tất cả mọi người đang quay trở lại với Mặt Nạ Ngôi Sao. Và bây giờ sẽ là khoảnh khắc mà tất cả chúng ta đang rất mong chờ, đó là kết quả bình chọn của quý vị khán giả. Chúng ta sẽ biết được danh tính của một trong hai nhân vật bí ẩn này. Chỉ chênh nhau 7 phiếu bình chọn mà thôi. 46-53. Và bây giờ xin mời tất cả mọi người hãy cùng hướng mắt về màn hình để đón chào người thắng cuộc trong cặp song đấu này. Xin mời. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hơi đêm có hay. Em đã yêu anh người ơi. Nắng Hè Thu hay Kẻ Phản Diện Hồn Nhiên, ai có số phiếu nhiều hơn và được quyền bước vào vòng tròn của Mặt Nạ Ngôi Sao? Xin được chúc mừng xin chúc mừng Nắng Hè Thu. Bạn đã tiếp tục vững tin bước vào vòng trong và vẫn để lại rất nhiều nghi vấn đến từ ban bình luận và quý vị khán giả. Chúc mừng bạn, chúc bạn may mắn. Vẫn còn rất là rung và rất là hồi hộp nhưng mà mình cảm thấy rất là vui. Đây là một cái thử thách rất là thú vị đối với mình. Như vậy chúng ta phải nói lời tạm biệt với Kẻ Phản Diện Hồn Nhiên. Hãy chờ đón xem anh ấy là nghệ sĩ nào sau một bài hát. Xin mời Kẻ Phản Diện Hồn Nhiên. Từng giọt nước mắt giờ đây anh khóc, có làm được gì? Đến cuối cùng rồi thì ta cũng chia tay nhau thật rồi. Thì thôi em hỡi, còn giây phút cuối ai có bên nhau cười vui, nói yêu nhau lần cuối đêm nay rồi thôi. Giờ anh ao ước thời gian đêm nay kéo dài thật dài, cho anh được một lần ôm lấy em yêu thương vào lòng. Dù rằng mai đây trở về bên ấy em đau chẳng sẽ vui gì hơn, còn anh với nỗi cô đơn ngày tháng sẽ trôi vô vọng. Vì anh luôn yêu mỗi em, chỉ yêu mỗi em. Dù mai đây hai ta cách xa, tình anh vẫn trao về em mãi mãi. Đời anh luôn mong có em, chỉ mong có em.
ngày nào đó anh sẽ biết ra rằng mỗi riêng mình anh thôi yêu em, mong em suốt kiếp. Và có lẽ em không bao giờ trách hơn vì anh đã quá yêu em. Xin mời nghệ sĩ Kẻ Phản Diện Hồn Nhiên hãy lộ diện và tiết lộ danh tính thật của mình đến với tất cả quý vị khán giả và bác bình luận. Giờ anh ao đó chính là ca sĩ Dũ Đăng Dũng. Dài thật dài. Đó chính là giờ ca sĩ Jun Đăng Dũng. Đêm nay kéo dài thật dài để anh được một lần ôm lấy em yêu thương vào lòng. Dù rằng mai đây trở về bên ấy em đâu chắc sẽ vui gì hơn, còn anh với nỗi cô đơn ngày tháng sẽ trôi vô vọng. Vì anh luôn yêu mỗi em, chỉ yêu mỗi em. Dù mai đây đôi ta cách xa, tình anh vẫn trao về em mãi mãi. Đời anh luôn mong có em, chỉ mong có em. Ngày nào đó anh sẽ biết ra rằng mỗi riêng mình anh thôi yêu em, mong em suốt kiếp. Và có lẽ anh không bao giờ trách hơn vì em đã quá yêu em. Vâng, thưa quý vị, và đó chính là ca sĩ trẻ Jun Đăng Dũng. Đừng để nỗi nhớ miên man trong đêm thật dài. Jun Đăng Dũng bắt đầu được công chúng biết đến sau một chương trình truyền hình tìm kiếm tài năng. Ngay sau đó, Jun chính thức hoạt động nghệ thuật khi ra mắt bài hát song ca cùng ca sĩ Sunny Hà Linh. Với ngoại hình nổi bật cùng chất giọng ấn tượng, Jun Đăng Dũng nhanh chóng trở thành một trong những tân binh trong làng nhạc được khán giả trẻ yêu mến hiện nay. Xin được chúc mừng cho bình luận viên tóc tiên, bạn giữ lập trường của mình và lập trường đó chính xác. Em ơi, cái mặt của em, giọng của em là không phải đeo mặt nạ hát. Mặt đẹp trai như vậy đeo mặt nạ hát vô. Cái mặt đeo mặt nạ là mặt này nè. Ba mặt này. Là mặt này mới đúng nè. Không, anh làm hề, anh không có hát. Mặt của anh với mặt của em là chỉ là đứng trên sân khấu và mình trời, mở cái miệng tự, hát tự gom mình tự quy định luôn á, tự quy định luôn nhé, tí đi được không? Nhưng mà bây giờ anh hỏi nè, em ơi sao rất thích chen ngang cái người ta quá à? Ờ, tổn thương quá, tổn thương rồi quá. Em không được. lúc mà Jun vừa mới quay lại xong, quay mặt lại xong là chị Miko kêu Miko kêu trời đẹp trai quá, giới thiệu cho chị đi đó, chích nguyên văn, chích nguyên văn luôn. Đẹp dài thế, đẹp nhờ, giới thiệu chị. Mặt của em là phải cái mặt như vậy, đứng như vậy hát là người ta sẽ bót em lại luôn. Cho nên là không có gì phải buồn, vì mặt nạ này không hợp với em quá đẹp trai. Đúng không? Mặt nạ của em là hợp với lại hoàng rapper. À rồi, lần sau dẫn chương trình em đeo mặt nạ luôn. Ừ đó. Như vậy thì theo sự chia sẻ của bình luận viên Trịnh Thân Bình là bạn không hợp đeo mặt nạ. Tại sao, lý do nào bạn lại đến với mặt nạ ngôi sao? Em thấy chương trình rất là thú vị. Em tham gia thì cũng hy vọng là khi mà mình đeo mặt nạ lại thì cũng hy vọng là sẽ có một người nào đó ở đây nhận ra giọng hát của mình. Nhưng mà cũng là một người em rớt. Em còn nhỏ tuổi lắm thôi. Anh, thôi. Em cũng là một người rớt thôi. Em còn nhỏ tuổi. Em đang muốn hỏi là Jun ơi, em có đang buồn không? Đó, bắt đầu những người mà cua người khác á là hay hỏi là anh đang buồn gì hả? Không phải, vừa vào phần gieo cách cảm. Thôi. Mới có. Thôi, em mới chưa có bằng lái. Chị không quên được luôn á, đi cô. Ôm
mới có 15 phút trước chị cũng đứng ở chỗ đó, chị thoáng buồn, chị lên đây chị vui lắm, nên có gì lên đây chơi. Em ơi, nếu em có lên đây thì em ngồi kế anh, đừng ngồi kế Lan Trinh, nguy hiểm lắm, anh an toàn hơn, ok. Và xin cảm ơn Jun Đăng Dũng rất nhiều. Jun không nghĩ đây là một cái cuộc thi đi cả, mà nó chỉ là một game show vui vẻ thôi mà. Khán giả cũng không chọn, bình chọn cho mình, nhưng mà mình cảm thấy là cũng rất là vui. Jun rất là muốn thử cảm giác khi mà mình đeo mặt nạ vào mà khán giả không biết mình là ai. Các cái sản phẩm âm nhạc của mình trước đây thì mọi người vẫn đánh giá mình là một hot boy, là một người có ngoại hình và đi hát thôi. Nên là mình rất là muốn là qua một cái cuộc thi khi mà mọi người không thấy mình là ai, không biết mình là ai cả, thì mọi người sẽ đánh giá được cái giọng hát thật sự của mình để được công nhận cả về tài năng. Và rất hy vọng cho tương lai thì mọi người sẽ luôn ủng hộ cho Jun. Và bây giờ sẽ là cặp thi đấu cuối cùng trong ngày hôm nay. Không ngại tuổi già, lão già đội nón đã đến đây tham gia thi tài cùng lớp trẻ. Giọng hát của ông chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều điều bất ngờ. Nhỏ nhắn như chiếc bánh xinh xắn, cùng làm quen với bánh ngon lắm, mời thưởng thức. Giọng hát ngọt ngào như những chiếc bánh là lợi thế của tôi. Hãy cùng nhau chào đón cụ ông đầu tiên đến với sân khấu này, đó chính là lão già đội nón. Xin mời. Và đối thủ của cụ ông lại là một cô gái chắc là xinh đẹp lắm đây. Hãy cùng nhau chào đón bánh ngon lắm, mời thưởng thức. Cả hai đã sẵn sàng chưa? Màn song ca xin được phép bắt đầu. Xa. Tình mình như đang vô vọng, cho ta tha thức đêm dài, đưa nhau qua cơn mộng buồn, mà em càng thêm cách xa. Mình lặng im đến lúc nào, nghe anh đêm nay. No more hiding, break the silence now. We could all try to work things out. Chẳng đành lòng buông cánh tay, chỉ mình anh sao biết quay lại. Ngày nào say đắm vô vàn, sao mình xa cách nhau. Người ơi, em hỡi, về đâu, yêu thương cho tới nơi đâu. We've been looking forward instead of looking back. I don't wanna play a shame, 'cause I wanna cross the line. Feel just like we're standing, we're running out of time. Dừng lại hay sẽ cùng vượt qua giông bão. Sao mình xa cách nhau?
chẳng đành lòng buông cánh tay, mà chỉ mình anh sao biết quay lại. Ngày nào say đắm vô vàn, mà sao mình xa cách nhau. Cuộc tình ta sẽ cùng vượt qua giông bão. Chắc chắn ban bình luận cũng đang cảm thấy rất phấn khích. Bình chọn đi. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả cùng đưa điện thoại lên và nhấn phím bình chọn. 30 giây bắt đầu. Một là bánh ngon lắm mời thưởng thức. Hai là lão già đội nón. Mọi người yêu mến ai hãy bình chọn cho người đó. Và 30 giây bình chọn đã kết thúc. Trước khi đến với kết quả cuối cùng trong cặp đấu cuối cùng ngày hôm nay, xin mời ban bình luận. Hồi nãy em phải tháo găng tay ra để mở điện thoại xem cái hình mình mới chụp với cái cô gái này cách đây vài ngày, để coi đúng cái màu tóc không. Em quay một vòng cho mấy cô coi tóc được không? Tóc người ta nhuộm mấy hồi. Nhưng mà em biết chắc chắn là hồi nãy anh nói anh biết cô gái đó là ai thì anh sai rồi. Đây nè, bây giờ anh nói một câu thôi là cô này sẽ bẽn lẽn nè nè. Con, tại sao con hát để chú phát hiện ra hết trơn vậy? Hả? Con và chú à? Con hát tiếng Anh hay quá con ơi. Con hát tiếng Anh hay cỡ đó thì ở đây biết hết hả? Họ đều biết con là ai. Con người đàn ông này vẫn là một con số bí ẩn. Trường Giang sai rồi. Nói ai cũng nhìn ra cô gái này là sai, tôi không biết. Cả hai đã từng tham gia vào những cuộc thi âm nhạc và được rất nhiều sự ủng hộ của quý vị khán giả. Mà chị Bảy này là hát là có tay cũng cứ vậy. Hay gãi vậy hả chú? Không có gãi, MC gãi ghê. Gãi đàn. Người ta là dễ thương, tay người ta biểu cảm. MC dẹp đi. Ok. Đi đặt câu hỏi chất vấn bạn đó đi, là biết ngay thôi. Gợi ý trước chứ, MC gợi ý trước đi. Tôi không cần gợi ý luôn. Cô gái này nổi tiếng đầu tiên là nhờ những bài hát tiếng Anh. Là hát tiếng Anh hay mà. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Vậy là người Bắc rồi. Ơ, à, đâu? Chị muốn nói tiếng Bắc thì chị nói thôi. Không. Dạ vâng đúng rồi ạ. À. Còn người Nam mình á, dạ, dạ vậy thôi. Dạ đúng còn rồi. Dạ vâng đúng dạ, rồi vâng, ạ. À, đúng rồi. À là chắc chắn rồi. Ủa, người Bắc quy định nào trên thế giới là người Nam không được nói tiếng Bắc? Em đang nói là vì bạn này trả lời đang rất là bản năng, đang rất là phản xạ tự nhiên chứ không phải là tính toán trong đầu. Người Bắc. Hỏi một cái là bạn trả lời liền. Rồi. Là bây giờ phương pháp loại trừ xét theo khía cạnh loại trừ bạn này là người Bắc đúng không anh? Cho tôi biết. Nói thứ hai, nói cái gì dễ hiểu thì mình là... em nói chuyện cái ngôn ngữ loài người đi. Ừ. Em đang nói chuyện ngôn ngữ loài người đấy. Thứ hai là bạn này là nổi tiếng các bài hát tiếng Anh. Thứ ba, bạn này rất thích đùa. Thứ năm. Thứ tư. Anh đánh rơi nhịp rồi em ơi. Vô thứ tư. Thứ tư, tôi nói đâu rồi ta? Thôi, bây giờ tôi đã cho các bạn quá nhiều ý kiến, quá nhiều những góp ý à? Rồi. Mặc dù tôi không biết. Cho nên là các bạn hãy đoán đi. Mình nãy giờ toàn tóm lại không à, có cho ý kiến gì đâu. Một người con gái nhỏ nhắn, xinh xắn,
cái giọng hát trong trẻo như thế mà hát tiếng Anh tốt như thế thì Sài Gòn này chỉ có một người thôi. Dạ dạ dạ, vậy Trinh hỏi một câu thôi, mà câu này nói ra chắc mọi người sẽ đoán. Ơi cái gì vậy? Ơi cái gì vậy? Ủa biết ai rồi? Ai? Ai? Nhưng mà thôi, mọi người nói trước đi. Nói trước đi. Nói trước đi. Tôi tóm lại là không ai biết hết. Tóm lại là không ai biết hết là màu không? Là màu. Thôi bây giờ mình xoay qua bác. Dạ, dạ, cụ. Bác Chính. Bác Chính này là người đã giúp tôi mua bộ đồ 10 khó. À, stylist luôn, stylist sẽ chờ bà chịu. Bác Chính là người đã có gia đình, đúng không? Lão già như thế này rồi thì phải có rồi. Nhìn cái nhẫn cưới là biết có rồi, tôi hỏi cho vui thôi. À, bị lừa. Nói ra là bị lừa. Bác Chính ơi, bác Chính đã đi hát bao nhiêu lâu rồi? Tôi đi hát được. Dạ, không nhớ đúng không? Lâu lâu rồi, không có đi hát. Như vậy là có nghĩa là cuộc chơi này xuất hiện mới bắt đầu tham gia lại. Có danh hiệu một cuộc thi đúng không? Nếu mà bỏ hát một thời gian là quán quân Việt Nam Idol. Chứ nghĩa là gia suy hả? Không phải, dạ không, không. Trời, không phải. Anh mà đã ra hai album rồi, có một cái album nhạc xưa và một tên album gì? Nhạc rock tên gì? Anh cùng gì? Lúc luôn. Tên gì? Xong mở một cái quán cà phê. Rồi cái lặn mất một thời gian. Không, bây giờ nói tên gì? Ảm nhắm mắt. Tên gì Trinh? Thôi giờ không chịu nói cái tên ra cho người ta nghe. Trinh, nói đi em. Nói cái tên ra. Em nhớ tên. Trời ơi, không nhớ tên luôn. Trời ơi, mà không nhớ tên. Không, Nhì, Nhì, Việt Nam Idol. Sau Phương Vi, sau Phương Vi. Sau Phương Vi là Ngọc Anh. Dạ, 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 dạ. Xin em hãy cho tôi tạ từ. Phải không? Ủa sao chị nhớ xa quá vậy? Thôi bây giờ hãy tạm gác lại những ý kiến tranh cãi và đón chờ kết quả bình chọn của quý vị khán giả. Chiếc bánh ngọt ngào hay là cụ ông đầy sức trẻ này, ai sẽ chiến thắng với tỷ lệ là 46-53? Xin mời ban bình luận cũng như quý vị khán giả hướng mắt về màn hình đón chào người thắng cuộc. Người thắng cuộc chính là... Thôi niềm vui đã xa, tình mình như đang vô vọng, cho ta tha thức đêm dài. Feel just like we're standing, we're running out of time. Tỷ lệ bình chọn cũng khá tương đương với nhau. Chiếc bánh ngọt ngào hay là cụ ông đầy sức trẻ này, ai sẽ chiến thắng? Và người thắng cuộc chính là... Ngon lắm, mời thưởng thức. À, như vậy là với giọng ca ngọt ngào của mình, ngọt như những chiếc bánh, nữ nghệ sĩ này đã tiếp tục bước vào vòng trong. Chúc mừng bạn và chúc bạn may mắn vào vòng trong. Hay, hồi hộp, nhưng mà không sao, đã vượt qua rồi và cảm thấy rất là vui khi được đứng trên cái sân khấu đấu với lại ông già. Và Bánh cũng đang muốn biết rằng ông già là ai. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài hát tạm biệt của lão già đội nón và chờ đón xem đây là nghệ sĩ nào. Xin mời. Con cò mày đi ăn đêm, mày đi ăn đêm sao đi ôi à một mình. Một mình lầm lụi canh ba thức giấc trong đêm khuya vắng, một mình lầm lụi thân cò. Được một con tôm đôi ba con tép, đêm nay không thấy có con cá nào. Có ơi có hỡi thôi đi về đi, đêm qua cũng thế đêm nay cũng thế có ơi. Lặn lội cả đêm thương cho đàn con, canh khuya vẫn thức đợi mẹ về mới yên lòng. Ôi à có ơi thôi về có ơi.
kìa có cơn giông ập đến rồi, sớm đầu mùa rụng ba hồi, đón cơn mưa đầu tiên về để ngày mai. Nhìn đàn cò trắng ngẩng đầu vượt gió, xài dòng cánh bay bay về phía chân trời, bầu trời rộng lớn, lòng người rộng lớn, đàn cò vũ đêm lắm buồn lem, để sớm mai khi mặt trời thức giấc lại khát khao bay lên, lại bay lên. Cò ơi, cò ơi. Và bây giờ xin mời lão già đội nón hãy tiết lộ thân phận của mình. Và đó chính là. Và bây giờ xin mời lão già đội nón hãy tiết lộ thân phận của mình. Và đó chính là ca sĩ Ngọc Ánh. Ca sĩ Ngọc Ánh. Ca sĩ Ngọc Ánh. Dạ đúng luôn hả? Mang đi anh đây. Mày đi ăn đêm, mày đi ăn đêm, sao đi đôi hàng một mình. Thôi hay vậy, Lan Trinh hay vậy. Tự nhiên bật ra luôn á. Lan kêu nghỉ hát thời gian. Lụi canh ba thức giấc trong đêm khuya vắng, một mình lầm lụi thân còn được một con tôm đôi ba con tép, đêm nay không thấy có con cá nào. Có ơi có hỡi thôi đi về đi, đêm qua cũng thế đêm nay cũng thế, có ơi lặn lội cả đêm thương cho đàn con, canh khuya vẫn thức đợi mẹ về mới yên lòng. Ôi à, cò ơi, thôi về cò ơi. Hay quá. Kìa có cơn giông ập đến rồi, sớm đầu mùa rụng ba hồi, đón cơn mưa đầu tiên về để ngày mai. Nhìn đàn cò trắng ngẩng đầu vượt gió, xài dòng cánh bay bay về phía chân trời, bầu trời rộng lắm, lòng người rộng lắm, đàn cò vút lên bay về phía mặt trời. Cò ơi thương những đêm lắm buồn lem, để sớm mai khi mặt trời thức giấc lại khát khao bay lên, lại bay lên. Nhìn đàn cò trắng ngẩng đầu vượt gió, xài dòng cánh bay bay về phía chân trời, bầu trời rộng lắm, lòng người rộng lắm, đàn cò vũ Ngọc Ánh Idol. Và chúc mừng Lan Trinh, bạn đoán rất chính xác. Hay vậy. Hay quá Trinh ơi. Hay quá trời. Ai mời. Tôi yêu chiếc khăn mắt ra. Năm 2007, Ngọc Ánh Idol trở thành một hiện tượng khi đạt giải Á quân của một cuộc thi ca hát. Trong số hai bạn thí sinh này sẽ trở thành thần tượng âm nhạc. Ngọc Ánh là một nhân vật rất là đặc biệt. Bạn sẽ là một mẫu mực cho tất cả những ai đi từ những cái vùng đất xa xôi và những ước mơ thành đạt của mình đó. Khá nỗ lực rất lớn. Chất giọng nội lực, cách
xử lý kỹ thuật cùng với tính cách giản dị chân chất đã mang Ngọc Ánh đến gần với khán giả. Sau đó người hâm mộ vô cùng tiếc nuối khi Ngọc Ánh không còn tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Thế nhưng giọng hát của Ngọc Ánh vẫn luôn được mọi người yêu mến và ủng hộ nhiệt tình, đặc biệt khi anh trở lại sân khấu với mặt nạ ngôi sao. Quá bất ngờ. Quá bất ngờ. Không biết khoảng thời gian vừa qua chúng tôi không thấy Ngọc Ánh hoạt động nghệ thuật nhiều, dường như bạn đang chuyển hướng sang kinh doanh. Nói chung người ta nói là người chọn nghề mà nghề cũng có chọn người nữa. Thì hiện tại thì Ngọc Ánh làm kinh doanh và cũng có lâu lâu thì vẫn hứng lên thì vào phòng thu thôi. Tạm thời thì chưa có một quỹ thời gian để mà ra được những cái sản phẩm riêng cho mình. Nhưng mà ngày hôm nay quay trở lại với sân khấu và đeo chiếc mặt nạ này vào và không ai biết là Ngọc Ánh cả, cảm giác hát nó thoải mái hơn hay là nó căng thẳng hơn ạ? Thực ra thì lên sân khấu với Ngọc Ánh thì lúc nào cũng như đi chơi á. Lâu lâu xuất hiện một lần hát thêm khúc nữa đi, hát một bài bolero chẳng hạn. Không? Bây giờ cái giọng này quá hay rồi, không cần nhạc luôn. Thế thôi khỏi bolero, bây giờ hát một bài khác mà dạng nhạc cũng dạng yêu đương loạn xì ngầu như ban nãy vậy đó. Dạ, vâng. Tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đây hai ta phải khổ đau, mà sao không thể tha thứ cho nhau một lần. Rất dễ thương à. Chỉ một từ thôi ạ, đó là tiếc. Tiếc là bởi vì với một cái giọng quá hay, giá như là cả hai bạn đều thắng hết để có thể đi vào vòng trong. Bởi vì em rất là muốn, tất cả ở đây đều rất muốn nghe anh Ngọc Ánh hát hát nhiều nhiều hơn nữa. Khi mà biết đây là sân khấu, gọi là tạm gọi là sân khấu trở lại của anh Ngọc Ánh. Chỉ mong rằng là với chất giọng của mình anh sẽ chăm ra sản phẩm hơn nữa, để những người yêu nhạc có thể thưởng thức giọng hát tuyệt vời của anh. Nói thật là đi thì cũng vui, mà không thì tham gia một buổi góp mặt lên sân khấu như này cũng là vui lắm rồi. Không có vấn đề gì hết. Một tràng pháo tay để chào tạm biệt Ngọc Ánh à. Được. Lâu rồi mà anh mới quay lại sân khấu để mà hát như là vừa rồi. Khi mà bước lên sân khấu thì lúc nào cũng rất là háo hức. Và đặc biệt là càng đông người thì càng háo hức, bởi vì cái đấy nó ngấm vào máu từ ngày xưa rồi mà. Bản thân mình thấy nó không phù hợp với Tobis. Mình thì lại còn nhan sắc có hạn nữa. Mặc dù là một thời gian lâu lâu lắm rồi mà anh không đi hát, nhưng mà anh biết là rất nhiều người vẫn còn nhớ tới giọng ca của Ngọc Ánh. Một lần nữa xin được cảm ơn. Hãy tham gia bình chọn cho nghệ sĩ mặt nạ yêu thích nhất của trận tranh tài thứ hai bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp MNNS khoảng trắng, mã số thí sinh, gửi đến tổng đài 7339. Trong đó MNNS là tên viết tắt của chương trình Mặt Nạ Ngôi Sao. Khán giả tham gia bình chọn sẽ có cơ hội nhận được 5 triệu đồng tiền mặt và 1 năm sử dụng sản phẩm Bảo Xuân. Những cái người mà trí nhớ tốt thì người ta thường im lặng mà. Bây giờ thì em người trí nhớ không có tốt, nói đi. Nói tào lao. Còn Dưỡng ba đây là một thanh niên có học thức lại đàng hoàng. Tên cổ có liên quan đến một quốc gia. Xin đi thái tài. Cảm ơn tình yêu mãi mãi. Tên này là một vật dụng trong gia đình. Ồ mê ly. À, bà tên Ồ hả? Vua mặt nạ của tuần này sẽ là đón xem tập 4 Mặt Nạ Ngôi Sao, phát sóng ngày 25 tháng 1 năm 2017 trên kênh HTV7. Gia đình là số 1, việc mới được đi, hiểu chưa? Hai tô mới nữa. Mà giải nhất đã thuộc về cô. Vẻ đẹp anh không? Mẹ nói với anh là ăn khoai lang không bao giờ mập. Béo phì. Trời ơi trời. Con sinh ra hai đứa con tốt hơn hai đứa con của mẹ luôn đó mẹ. Anh siêu như vậy anh mới đứng nhất lớp. Chứ bây giờ anh muốn bét lớp nên cũng khó nữa. Một gia đình siêu cấp với những tình huống cười bất chấp. Em ruột của con. Ba là cái gì của con? Chồng của mẹ con. À là cái gì của mày kia? Mẹ con là đẻ ra nó là em ruột con. Nhưng cũng đầy cảm xúc. Mẹ thương con quá. Vợ tuyệt vời của anh. Gia đình là số 1, phát sóng từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần lúc 19:50 trên HTV7 kể từ ngày 18 tháng Giêng năm 2017. Quý vị khán giả thân mến, như vậy là đêm thi ngày hôm nay đã kết thúc với 3 màn song đấu rất tuyệt vời, hấp dẫn và cực kỳ hay. Và sự cống hiến của tất cả các nghệ sĩ mặt nạ đã mang lại những điều thú vị bất ngờ. Xin được chúc mừng cho Mặt Nạ Thủy Tinh, Nắng Hè Thu và Bánh Ngon Lắm Mời Thưởng Thức đã tiếp tục bước vào vòng trong. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào lúc 20:30 thứ tư tuần sau.
đón chờ xem ai có thể đấu với vị vua đương nhiệm. Rất hấp dẫn và thú vị quý vị ạ. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân với sự tài trợ độc quyền của nhãn hàng Bảo Xuân, viên uống cân bằng nội tiết tố nữ làm đẹp da. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bằng nội tiết gìn giữ nét xuân, Bảo Xuân, sản phẩm nội tiết tố nữ số 1 Việt Nam.